Xin chào tất cả các mẹ. Chào mừng các mẹ đến với chương trình chia sẻ kiến thức của Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa Z-Kids. Thì chủ đề ngày hôm nay thì Dược sĩ Minh Chiết và Dược sĩ Hằng sẽ trao đổi với các mẹ, chia sẻ các mẹ về kinh nghiệm sử dụng men vi sinh cho trẻ con, cho trẻ. Trong group thì hiện tại, trong các group, hệ thống group của Z-Kids thì hiện tại một ngày thì team chuyên gia của Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa thì nhận được khoảng 80-90 câu hỏi, trong đấy thì rất nhiều câu hỏi liên quan đến sử dụng men vi sinh cho bé. Và trong quá trình tư vấn thì Minh Chiết cũng như Dược sĩ Hằng thấy rằng là rất nhiều mẹ đang sử dụng men vi sinh cho con, rất là mong muốn được cải thiện sức khỏe đường, đặc biệt là sức khỏe đường tiêu hóa cho con. Tuy nhiên là cái việc sử dụng men vi sinh thế nào cho đúng, cho đủ và không bị gây ra hiện tượng lệ thuộc cho bé, thì rất nhiều mẹ đang sử dụng sai cái men vi sinh cho con. Và còn một số mẹ, đặc biệt nguy hiểm là một số mẹ còn đang bị hiểu nhầm, tức là mình đang nhầm lẫn giữa men vi sinh và men tiêu hóa, và đây là một cái nhầm lẫn rất là nguy hiểm và nghiêm trọng nếu mà mình sử dụng kéo dài cho con. Vâng, thì từ những cái kinh nghiệm tư vấn hàng ngày trên hệ thống group của Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa Z-Kids, từ những cái kiến thức tích lũy được trên trường, trên ghế nhà trường, cũng như kinh nghiệm thực hành lâm sàng, thì hôm nay Dược sĩ Minh Chiết và đặc biệt là Dược sĩ Hằng sẽ chia sẻ kỹ hơn để các mẹ có thể hiểu hơn về cái cách thức và cái phương pháp bổ sung men vi sinh tốt nhất cho bé. Vâng, xin mời Dược sĩ Hằng. Chào các mẹ, thì hôm nay thì mình sẽ vào luôn việc nhá, là mình sẽ phân biệt chia sẻ về men vi sinh, men tiêu hóa này. Và thực ra thì mình sẽ, việc đầu tiên là trong quá trình tư vấn á, mình thấy là nhiều mẹ dùng men vi sinh và men tiêu hóa là một. Thực ra thì bản thân nó hoàn toàn khác nhau. Thì nếu mà mẹ nào mà nghĩ men vi sinh và men tiêu hóa là một thì để lại comment là số 1 cho mình nhá. Và mẹ nào mà ngay từ đầu đã phân biệt được nó ấy, thì để lại số 2, để có gì mình sẽ tổng hợp lại xem là cuối cùng là có đúng là nghĩ nó là một không. Rồi, thế thì các mẹ bảo nếu nó không phải là một thì nó khác nhau như thế nào? Nó khác nhau hoàn toàn. Về men vi sinh ấy, nó là các lợi khuẩn đường ruột, nó là các vi khuẩn sinh học ạ. Thì nó là những vi khuẩn cư trú thường xuyên trong ruột người. Nó sẽ giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, bởi vì trong đường ruột của mình bình thường ấy sẽ rất nhiều loại vi khuẩn và có những vi khuẩn có hại nữa. Thì khi mà vi khuẩn có lợi này vào ấy, tức là mình bình thường mình hay bổ sung men vi sinh á, thì là để tăng cái số vi khuẩn có lợi, mình gọi tắt là lợi khuẩn lên, từ đấy là giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Còn men tiêu hóa thì nó không phải là các cái vi khuẩn sinh học đâu, mà nó là những cái hợp chất được tổng hợp. Nó sẽ có tác dụng tương tự như các loại men, mình hay gọi là enzyme ấy, thì nó sẽ giống như enzyme trong nước bọt, dạ dày hay là tụy ruột, thì từ đấy là nó giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn. Làm thế nào thì mẹ nhìn một sản phẩm mà biết nó là men vi sinh hay men tiêu hóa? Các mẹ sẽ nhớ giúp mình nhá, men vi sinh á, nó sẽ thường là những cái chủng lợi khuẩn, và các chủng này nó sẽ là những cái tên Latin như là Bacillus, Lactobacillus hay Bifidobacteria. Còn men tiêu hóa bình thường thì nó sẽ trên cái sản phẩm ấy, thực ra thì nó không hẳn nó sẽ ghi là protease, amylase hay lactase đâu, mà nó sẽ ghi những cái như là bếp, những cái chiết xuất từ đu đủ ấy. Vì vậy như là pepsin chẳng hạn. Đấy, thì các mẹ phân biệt giúp mình, thì các mẹ chỉ cần thấy loại men đấy giúp tiêu hóa thức ăn, nhìn vào thành phần của nó mà không phải tên Latin, tức là các cái chủng vi khuẩn, hay là trong thành phần nó không ghi là chủng vi khuẩn á, thì nó không phải là men vi sinh các mẹ nhá. Thì đấy là mình phân biệt cơ bản nhất về men vi sinh và men tiêu hóa. Tiếp theo thì khi phân biệt được rồi, mình sẽ list ra các trường hợp cần bổ sung men vi sinh. Thì ở phần này, các phần này Dược sĩ Minh Chiết sẽ chia sẻ chi tiết với các bạn. Các cái phần thứ hai mà bên mình muốn chia sẻ kỹ hơn các mẹ, đó là các cái trường hợp bổ sung men vi sinh. Thì mặc dù là có rất nhiều loại men vi sinh khác nhau, và trong mỗi cái trường hợp thì mình sẽ bổ sung một
một cái loại men vi sinh khác nhau, tức là trong cả có rất nhiều chủng men vi sinh và trong cái mỗi trường hợp thì mình sẽ bổ sung từng cái chủng khác nhau cho bé. Sau đây thì mình sẽ đi chia sẻ từng cái trường hợp một. Trường hợp thứ nhất rất là hay gặp, nó trường hợp bé bị tiêu chảy do dùng kháng sinh hoặc là do nhiễm khuẩn đường ruột. Và thì với những cái trường hợp này á, thì cái nguyên nhân, cái căn nguyên của vấn đề mà bé bị tiêu chảy do dùng kháng sinh hoặc nhiễm khuẩn đường ruột, đó là do sự mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột dẫn đến cái hiện tượng tiêu chảy. Thì trong các trường hợp này thì các mẹ lưu ý là nên chọn những cái sản phẩm mà có chủng men lactobacillus hoặc là bacillus, hoặc là hai cái chủng men chính sẽ có cái hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị tiêu chảy do kháng sinh và nhiễm khuẩn đường ruột. Thì trên đây là có ba sản phẩm tiêu biểu mà trong quá trình bên các chuyên gia của team Zkid có kê đơn thì thấy là nhiều cái phản hồi rất là tốt, đặc biệt là sản phẩm men Symbio hoặc là Biosimus đem về một chủng, hoặc là Enterogamina, những sản phẩm được kê khá là phổ biến tại nhà thuốc. Chị ơi, next em ơi. Trường hợp thứ hai mình muốn chia sẻ là cái trường hợp nôn trớ và khóc dạ đề. Thì trường hợp nôn trớ và khóc dạ đề á, thì sẽ có một cái chủng men mà các mẹ nên sử dụng, đó là chủng men Lactobacillus. Thì ở đây sẽ có hai sản phẩm là Biogaia hoặc là Bioasimod, là hai sản phẩm có thể phù hợp với bé ở trường hợp bé đang bị nôn trớ hoặc là khóc dạ đề. Trường hợp thứ ba là trường hợp bé bị tiêu hóa kém và chậm tăng cân. Thì cái việc mà bé bị tiêu hóa kém chậm tăng cân thì nó sẽ do khá là nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân có thể do cái chế độ ăn của bé, thức ăn chưa phù hợp, hoặc là cái tình trạng của bé tiêu hóa kém, hoặc là cái hệ enzyme của bé chưa sản sinh đủ, đặc biệt là men lactase dẫn đến bé không thể tiêu hóa được cái lactose ở trong sữa mẹ, vì vậy là cái bé sẽ bị tiêu hóa kém và chậm tăng cân. Thì trong cái trường hợp này thì nếu mà lựa chọn men vi sinh cho bé thì các mẹ nên sử dụng cái chủng Bifidobacteria. Thì tại sao cái lựa chọn cái chủng Bifidobacteria? Vì trong cái hệ đường ruột của bé thì chủ yếu có hai cái chủng là Lactobacillus và Bifidobacteria. Trong đó Bifidobacteria thì nó chiếm khoảng 90% cái hệ vi khuẩn trong cái đường ruột của bé. Thì hai sản phẩm tiêu biểu các mẹ có thể chọn là men Kidsmart của Natureway và men Bioasimut. Rồi, trường hợp này thì nhờ bác sĩ Hằng chia sẻ nhỉ. Đây, mình vừa bật tiếng một chút, mình vừa tắt tiếng đi để dược sĩ Chiết nói nó không bị ồn. Về dự phòng cho bé sinh mổ ấy, thì bình thường các mẹ sẽ thắc mắc là tại sao các bé sinh mổ thì cần dự phòng men vi sinh. Lý do là khi mà bé sinh thường ấy, người ta đã chứng minh là những bé sinh thường qua đường âm đạo của mẹ thì cái hệ vi khuẩn của bé nó đa dạng hơn về cả chủng loại và số lượng so với các bé sinh mổ. Vì vậy với các bé sinh mổ thì được khuyến cáo là nên dự phòng sử dụng men vi sinh để dự phòng cho các bé. Nên dự phòng theo mình thì nếu mẹ có điều kiện có thể dự phòng đến 6 tháng liên tục, còn không bình thường mình có thể dự phòng 3 tháng liên tục, tương đương khoảng 3 đến 4 lọ men vi sinh đó. Thì như vậy thì cái hệ tiêu hóa của bé nó sẽ được cân bằng hệ vi khuẩn, từ đấy thì bé tiêu hóa và hấp thu sữa mẹ sẽ tốt hơn, hoặc là các loại sữa công thức nói chung á. Thì với cái bé dự phòng sinh mổ thì mình lựa chọn men vi sinh dòng nào, chủng nào, thì ở đây mình sẽ khác với các bé tiêu chảy ấy, mình sẽ tập trung vào dòng Lactobacillus hay Bacillus, còn ở đây thì mình sẽ lựa chọn dòng men là Bifidobacteria. Các mẹ nhớ là các cái chủng vi khuẩn ấy, trong đường ruột ấy, thì sẽ 90% có hai loại là Lactobacillus và Bifidobacteria. Thì đây là hai loại chính. Thì mình nhớ loại chính thôi vì thực ra là mình cũng không nhớ được hết đâu. Thì mình chia sẻ như vậy thì các mẹ mà có thắc mắc hay là cần chi tiết hơn thì cứ để lại comment nhé. Hết là về phần dự phòng cho bé sinh mổ rồi. Bây giờ một cái mục mà mình nghĩ là trong quá trình tư vấn thì rất nhiều mẹ hỏi mình và bỉm sữa thì chắc ai cũng quan tâm và thắc mắc về vấn đề này. Thì lưu ý khi sử dụng men vi sinh thì xin phép Chiết là em sẽ nói luôn phần này và tí nữa thì anh dược sĩ Chiết sẽ góp ý cho mình. Về lưu ý mình sẽ chia ra làm về thời điểm dùng nhá. Tức là mình sẽ dùng trước, sau hay dùng cùng bữa ăn. Thứ hai mình sẽ chia sẻ về cách pha với dạng men vi sinh đường bột. Và thứ ba nữa là
Chắc chắn là mình biết là nên dùng đúng không? Nhưng mà dùng trong bao lâu? Thì mình sẽ trả lời đằng sau. Đầu tiên là men vi sinh, mình dùng trước, sau hay cùng bữa ăn? Thì thực ra ấy, đây là một vấn đề mà còn, tức là còn rất nhiều tranh cãi. Có người thì bảo là, có nghiên cứu thì bảo là nếu mà mình dùng khi mà đã ăn no ấy, thì lúc đấy lợi khuẩn nó lại không được hấp thu tốt. Còn có thông tin là dùng mà lúc đói thì axit dạ dày lại cao quá, thế nên là lợi khuẩn nó bị tiêu diệt trước khi là đi vào được đường ruột của bé để mà cư trú tại đấy. Thực ra thì cái quan trọng của men vi sinh á, mình sẽ cần lựa chọn dựa vào chính cái dạng chế phẩm mình lựa chọn là gì, cái bào chế của cái chế phẩm đấy á, nó có bảo vệ được lợi khuẩn của khi mà lợi khuẩn đi qua dạ dày không, có chống lại được axit dạ dày không. Thì hiện nay là cái bào chế nó có cái dạng bào chế là dạng bào tử hay là dạng bao phim á, thì nó sẽ bảo vệ tốt được vi khuẩn bởi axit dạ dày từ đó là xuống đường ruột và cư trú tại đấy, thì giúp là việc uống bổ sung men vi sinh là có tác dụng. Mình thấy có một như cái dòng Simeo á, thì nó là cái dạng bào chế là bao phim lợi khuẩn, từ đấy là bảo vệ lợi khuẩn tốt hơn. Và có một lưu ý nữa cho mình là mình sẽ phải bổ sung men vi sinh nhiều khi mà bé sử dụng kháng sinh, tiêu chảy do kháng sinh đúng không ạ? Thì lưu ý là khi mà dùng đồng thời hai cái này thì men vi sinh cần được bổ sung cách kháng sinh là ít nhất là 2 tiếng. Bởi vì nếu mà hai cái này dùng kháng sinh xong này, rồi dùng men vi sinh này, thì cái kháng sinh ấy, nó là bản chất của nó là tiêu diệt vi khuẩn và nó không cần phân biệt là vi khuẩn có lợi hay có hại, nó cứ việc tiêu diệt đã. Như vậy thì cái việc mình sử dụng men vi sinh nó thành vô nghĩa. Rồi thứ hai nữa là mình không là dùng trước sau hay là hay cùng bữa ăn sáng hay tối. Quan trọng của men vi sinh ấy, thế là các mẹ sẽ cố định thời điểm dùng cho mình. Lý do ưu điểm của việc cố định thời điểm dùng là các mẹ sẽ không quên là một này, bổ sung lợi khuẩn thì cần bổ sung đều. Thứ hai nữa là cái để cho cái đồng hồ sinh học của cơ thể mình ạ, nó quen với việc bổ sung lợi khuẩn vào thời điểm đấy. Rồi mình đã giải đáp xong cái phần là dùng lúc nào nhá. Bây giờ tiếp đến thứ hai, mục thứ hai khi lưu ý sử dụng là cách pha. Thì bây giờ dạng chế phẩm men vi sinh trên thị trường nó sẽ có dạng dung dịch nhỏ giọt và dạng bột. Với men vi sinh dạng dung dịch nhỏ giọt thì là mình không phải pha rồi, chỉ có lưu ý là về bảo quản thì mình bảo quản ở nhiệt độ dưới 25 độ C hoặc là chỗ mát, bởi vì lợi khuẩn á, nó rất nhạy cảm với nhiệt độ, là nhiệt độ cao quá, ví dụ như ở Việt Nam mình vào mùa hè ấy, trời nắng nóng ấy, thì nó dễ làm chết lợi khuẩn chẳng hạn, bất hoạt hoặc là giảm tác dụng của lợi khuẩn. Khi mà để vào tủ lạnh ngăn mát thì mẹ cần lưu ý gì? Thường mình thấy các loại lợi khuẩn á, nó hay là lợi khuẩn pha trong dầu thực vật, thế nên là khi mà để ở ngăn mát tủ lạnh á, nó sẽ hơi bị gọi là hơi bị kết tinh, nó bị vắn vắn lại á, thì khi mẹ nên lấy ra trước khi sử dụng khoảng 5 phút, để ở nhiệt độ ngoài khoảng 5 phút, rồi trước khi sử dụng thì cần phải lắc đều nhá. Rồi bây giờ để nó cách pha dạng bột, với dạng bột thì mình cần phải pha với nước nguội, như mình nói ở chia sẻ phía trước là các loại men vi sinh á, nó nhạy cảm nhiệt độ, mình cần pha với nước nguội. Ít nhất là phải dưới 40 độ C nhá. Và pha xong thì mình nên cho bé sử dụng ngay trong vòng 1 tiếng. Để lâu ngoài nhiệt độ thường thì lợi khuẩn nó cũng bị giảm tác dụng đi nhiều đó. Thứ ba nữa là cái này quan trọng này, dùng men vi sinh trong bao lâu? Thường ấy, nhiều mẹ ấy, mình thấy là các mẹ bảo là chị ơi em dùng men vi sinh cho con em cả 1 tuần rồi mà em chả thấy tác dụng gì, không biết là nó có hiệu quả không chị. Thực ra thì men vi sinh trừ cái dạng cho bé tiêu chảy ấy, như Entero ấy, thì mình thấy khi bổ sung thì sau khi bé tiêu chảy thì khoảng thường là đến ngày thứ hai thứ ba Entero sẽ có tác dụng, bé cầm tiêu chảy. Còn bình thường á thì với những cái dạng men vi sinh mình bổ sung lợi khuẩn hàng ngày thì các mẹ nên dùng ít nhất cho mình là 1 tháng để thấy được tác dụng của nó, và trung bình một đợt dùng men vi sinh nên kéo dài khoảng 2 đến 3 tháng, như vậy thì mẹ mới thấy được hiệu quả. Rồi lưu ý giúp mình một chút là cái dạng như cái Entero ấy, men Entero Zetmina, thì cái này mình nghĩ là rất nhiều mẹ biết đến và dùng thường xuyên cho các bé. Thì cái dạng này là cái dạng bào tử ấy, nó là cái dạng không thường xuyên có mặt tại hệ vi khuẩn hệ đường ruột của bé, thế nên là với Entero ấy các mẹ chỉ
dùng khi mà bé tiêu chảy thôi và không dùng kéo dài cho mình nhá, không dùng kiểu bổ sung cả tháng trời đâu. Cái này thì mình dưới 10 ngày. Thường là vậy, còn các mẹ muốn bổ sung thì các mẹ sẽ bổ sung những cái dạng lợi khuẩn thông thường ấy, ví dụ như là Bioamicot này, Simbio này hoặc Biogaia chẳng hạn. Với đây mình đá sang men tiêu hóa một chút, thì với men tiêu hóa thì các mẹ lưu ý là hạn chế tối đa việc sử dụng cho các bé dưới 6 tháng tuổi giúp mình nhá. Thì dưới 6 tháng tuổi các bé mà sử dụng men tiêu hóa mà mình thường các bé sẽ tiêu chảy rất nhiều ạ. Thì hiện tại là mình sẽ chia sẻ như vậy, còn các mẹ mà có vấn đề thắc mắc câu hỏi gì các mẹ để lại cho mình. Em xin mời dược sĩ Chiết ạ, có góp ý cho em. Vâng, rất là nhiều cái tên. Chắc là các mẹ sẽ khó mà phân biệt và nắm được cái tên này. Tuy nhiên thì nếu có câu hỏi hoặc là có những cái vấn đề thắc mắc cụ thể thì các mẹ có thể inbox cho dược sĩ Chiết hoặc là dược sĩ Hằng hoặc là dược sĩ Thảo thì mọi người sẽ tư vấn cụ thể từng cái vấn đề một, cũng như cách chọn, cũng như cách hướng dẫn sử dụng. Nói chung là khi sử dụng men vi sinh thì có khá nhiều vấn đề cần lưu ý về thời điểm dùng, cách chọn, cách pha. Mọi người sẽ lưu ý. Đến phần tiếp theo, slide tiếp theo là những cái lưu ý khi chọn sản phẩm men vi sinh cho bé. Tức là bây giờ mình sẽ đến một cái phần, tức là bây giờ mọi người ai cũng biết là cái tác dụng của men vi sinh rồi. Tuy nhiên là mình sẽ chọn sản phẩm nào, sản phẩm nào cho bé rồi thì chọn như thế nào, cách chọn ra sao, vì mình sẽ thường là sẽ tìm ở online hoặc là ra ở nhà nhiều nhà thuốc mình sẽ được kê. Tuy nhiên là cái sản phẩm này có phù hợp cho con mình hay không, hoặc là tình trạng bệnh lý hay không, thì sẽ có bốn cái nguyên tắc chính mà các mẹ cần lưu ý, cần đặc biệt lưu ý khi mà chọn một cái sản phẩm men vi sinh cho bé. Đầu tiên, quan trọng nhất với tất cả các sản phẩm dùng cho con nhỏ, đó là nguồn gốc rõ ràng. Và với những sản phẩm men vi sinh thì nó được xếp vào thực phẩm bảo vệ sức khỏe, vì vậy chắc chắn nó thể phải được của Bộ Y tế cấp phép. Vâng. Thì mình trong quá trình mình chia thấy là rất nhiều mẹ đã sử dụng những cái sản phẩm men vi sinh xách tay cho con và không có tem phụ, không có được Bộ Y tế cấp phép. Thì cái này nó sẽ tồn tại hai cái rủi ro rất là nghiêm trọng. Thứ nhất là hàng giả, rất là có nguy cơ hàng xách tay sẽ là hàng giả vì nó đã không được cấp phép, không được kiểm định. Và thứ hai là những hàng xách tay thì thường cái quá trình bảo quản, trong quá trình mà vận chuyển cái sản phẩm đó từ nước sở tại đến về Việt Nam có thể gặp những điều kiện môi trường rất là xấu, rất là nóng chẳng hạn, thì con vi sinh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Đó sẽ là hai cái rủi ro lớn nhất khi mà các mẹ dùng hàng xách tay. Cái lưu ý thứ hai mà các mẹ cần phải chú ý đó là dạng bào chế phù hợp. Dạng bào chế ở đây thì theo theo đấy theo ngôn ngữ bào chế theo ngôn ngữ của nhưng mà dạng bào chế đây các mẹ có thể hiểu đơn giản là nó sẽ có những cái dạng, đầu tiên là dạng lỏng, tức là men vi sinh dạng nhỏ giọt đấy ạ, nó dạng 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 lỏng, dạng trong dung dịch dầu ạ. Dạng thứ hai có thể dạng dạng gói pha hoặc là dạng gói pha như kiểu men bioasimin chẳng hạn, hoặc là dạng thứ ba thì có thể là có gần đây thì mình biết thấy có những sản phẩm dạng viên ở trên thị trường. Vậy thì nên chọn những cái dạng bào chế nào phù hợp cho con? Thì thứ nhất là cái dạng bào chế với những cái trẻ dưới 3 tuổi, khi mà phản xạ nuốt của bé chưa được hoàn thiện cũng như chưa tốt, thì các mẹ nên chọn những sản phẩm dạng lỏng hoặc là dạng gói cốm pha vào dung dịch để cho bé uống. Đặc biệt hạn chế và không được sử dụng các cái sản phẩm ở dạng viên cho bé, vì khi những lúc này phản xạ bé chưa hoàn thiện thì cái việc chưa hoàn thiện này có thể tạo cho bé bị hóc khi nuốt, khi 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 mà sử dụng cái sản phẩm đó. Cái nguyên tắc thứ ba khi các mẹ chọn cái sản phẩm cho con thì như cái phần thứ thứ hai mà dược sĩ Hằng đã chia sẻ, đó là chọn cái chủng men vi sinh phù hợp. Mặc dù là mặc dù cái tên của nó đều là men vi sinh, tuy nhiên nó sẽ có rất là nhiều chủng. Ví dụ như chủng Bacillus này, chủng Bifidobacteria này, hay chủng Lactobacillus, thì mỗi cái chủng đấy nó sẽ nhạy với một cái trường hợp bệnh lý nhất định. Ví dụ con bị tiêu chảy do dùng kháng sinh thì sẽ dùng chủng khác, nhưng mà con bị nôn trớ biếng ăn thì lại dùng chủng khác. Đó, nên là các mẹ sẽ tránh cái hiện tượng là hôm nay thấy bác sĩ giới thiệu con đang tiêu chảy uống cái men này nhạy quá, hôm sau con biếng ăn cũng lôi cái men này ra uống, là nó không đúng, chắc chắn là sẽ không đúng, vì là không có một sản phẩm nào nó đa năng cả, mỗi chủng và mỗi sản phẩm đều đặc hiệu cho một nhóm bệnh lý nhất định thôi. Đó, nên các mẹ phải đặc biệt lưu ý khi lựa chọn cái chủng men cho con. Và những ngày thường thì cái này sẽ khá là khó, khá là rắc rối, vì nó có khá nhiều chủng, vì vậy là nếu các mẹ nào cần tư vấn thì có thể là để lại bình luận hoặc là câu hỏi hoặc inbox trực tiếp cho Minh Chiết hoặc là dưỡng sĩ Hằng thì mình sẽ tư vấn cụ thể hơn. Và cuối cùng đó là kiểm tra cái thành phần có phù hợp cho cái tình trạng và độ tuổi của bé hay không.
Thì hiện tại trên thị trường có rất nhiều sản phẩm men vi sinh kết hợp với các vitamin khoáng chất khác như là kẽm, như là vitamin nhóm B, vitamin A, vitamin D3. Vì vậy khi mà các mẹ chọn sản phẩm men vi sinh cho con á, thì ngoài nhìn cái chủng men thì mọi người nên nhìn xem có cái vi chất hay là vitamin hay khoáng chất gì nữa không. Đó. Thì vì là với ví dụ với những cái bé nào mà nó đang dưới 6 tháng chẳng hạn, thì việc bổ sung vitamin nhóm B hoặc là như vitamin nhóm B hoặc nhóm vitamin C cho con là không cần thiết, vì trong sữa mẹ và trong sữa công thức đã có đủ cái thành phần đó rồi. Đó, nên là các mẹ khi mà lựa chọn men vi sinh cho bé thì theo cái quan điểm cá nhân của Minh Chiết thì thôi, nói chung là chọn men vi sinh thì nên chọn đơn thành phần thôi, hoặc là có nhiều chủng thì có thể mình chỉ chọn cái men vi sinh. Còn những cái sản phẩm nào mà còn nó có quá nhiều thành phần thì cái việc kiểm soát liều cho con khá là khó khăn và dễ gây ra hiện tượng chồng liều hay là quá liều cho bé. Thì trên đây là bốn cái lưu ý quan trọng khi các mẹ chọn cái sản phẩm men vi sinh cho con, và khi mà sử dụng men vi sinh cho con thì các mẹ không nên tự mua mà nên tìm đến một sự tư vấn nào đấy từ dược sĩ, nhà thuốc, hoặc là nếu mà mua online ấy, thì cũng mua ở nơi có những người có chuyên môn để tư vấn.